Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo chương trình tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều hôm nay mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão là các băng khai mạc không gian triển lãm Lửa Từ Bi Sáng Ngời Trang Sử Phật. Đã đến giờ cử hành buổi lễ, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, và kính mời chư vị tôn khách, quý vị nhân sĩ tri thức và đồng bào Phật tử các giới quang lâm về trước hội trường ổn định để chúng ta đi vào buổi lễ cắt băng khai mạc chính thức. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Xin cho phép ban tổ chức được đi vào buổi lễ chính thức. Để mở đầu buổi lễ chính thức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị khách quý, quý nhân sĩ trí thức và đồng bào Phật tử các giới đồng khởi lập trang nghiêm để niệm Phật cầu gia bị. Thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi xướng. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa chư vị nhân sĩ trí thức, quý nghệ nhân và toàn thể thiền nam tín nữ Phật tử cả giới. Hàng năm cứ mỗi đồ hương sen tỏa ngát, đèn trắng chiếu rồi, là lúc người con Phật ở khắp mọi nơi tưng bừng đón chào ngày đản sanh của bậc Đại Giác Thế Tôn. Điều đặc biệt hơn, cũng chính trong ngày thánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cách đây đúng một vòng đời 60 mùa sẽ nở. Ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão 1963, Phật lịch 2507, Phật giáo Việt Nam đã trải qua một thời kỳ phạm nàn bi hùng. Với hình ảnh lá cờ Phật giáo bị triệt hạ, tăng ni bị bắt bớ giam cầm, và ngọn lửa thiêng được cháy lên từ nhục thân của chư thánh tăng ni vì pháp phiêu thân, chư thánh tử đạo, điển hình là Bồ Tát Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt, đã làm chấn động con tim của hàng triệu triệu người trên thế giới, đã nói lên được tính đại hùng, đại lực, đại từ bi của người con Phật trước mọi thế lực bảo tàn. Thân tôi đã cháy linh thiêng máu, thần thức tôi luôn giúp đào nhà, đã mang dân thế con dòng Thích Tỷ khí hùng sao chẳng đem ra,
hôm nay vừa tròn 60 năm kể từ ngày Phật đản Phật lịch 2507, dương lịch 1963, ngày khởi đầu cho cuộc vận động của Phật giáo đòi hỏi sự tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo. 60 năm qua đi, nhưng chúng ta không thể quên được 177 ngày Phật giáo trải qua những cơn thử thách cam go và nguy hiểm. Từ ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão, tức mùng 8 tháng 5 năm 1963, cho đến ngày 16 tháng 9 năm Quý Mão, tức ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, sự đàn áp đẫm máu tại đài Pháp Thanh Huế, các hồ ném lựu đạn axit vào tăng ni Phật tử, những cuộc bao vây chùa chiền cướp xác các vị tử thiêu, cho đến cuộc tổng tấn công nước lũ vào hầu hết các chùa trên toàn miền Nam Việt Nam, bắt bớ giam cầm tăng ni Phật tử vào khuya ngày 20 tháng 8 năm 1963. Tuy nhiên, có nung vào lửa đó thì sắt mới tôi liền thành thép, phải gian lao điêu đứng được sóng gió thì tinh thần Phật giáo mới lớn mạnh và tỏa ngã hương ngàn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, để ghi lại những việc hình ảnh đau thương và anh dũng, cũng như tôn vinh và tưởng niệm sự hy sinh của tăng ni Phật tử trong cuộc vận động lịch sử năm Quý Mão Phật lịch 2507-1963. Hôm nay mùa Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 đang trở về đến mọi nẻo đường quê hương xứ sở. Theo chương trình tuần lễ đón mừng Phật đản Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Trung tâm Văn hóa Liễu Quán, bên cạnh dòng hương chứng kiến bao sự kiện lịch sử, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản, Ban Văn hóa tỉnh đang trang nghiêm khai mạc không gian triển lãm chào mừng Phật đản với chủ đề Lửa từ bi sáng ngời đang sử Phật. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được đề trình đến chư tôn thiền đức và toàn thể liệt quý vị. Ngưỡng mặt chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc chiều hôm nay, chúng con thành tâm cung kính và đảnh lễ giới thiệu sự quang lâm của Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Quang Nhuận, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Chân Hương, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự tỉnh. Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Thái Ấn, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự tỉnh. Sự quang lâm của Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Khế Chân, phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội, trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự, trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Huệ Phước, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại lễ Phật đản tỉnh,
Hòa thượng Đào Hiểu Thích Giác Đào, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Trị sự, Phó trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đàn, Hòa thượng Pháp Tông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự, Phó trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đàn, Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự, Phó trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đàn, Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Tiên Tuệ, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, kiêm trưởng tiểu ban Tổ chức triển lãm, Đại đức Thích Quang Tư, Chánh thư ký Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đàn, Đại đức Thích Thiện Tuệ, Phó Chánh thư ký kiêm Chánh văn phòng, Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đàn. Cùng sự hiện diện của chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, trụ trì các tổ đình, từ viện, tỉnh xã, tỉnh tất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã trở về tham dự chứng minh buổi lễ khai mạc triển lãm chiều hôm nay. Về phía chư vị tôn khách, chúng tôi vô cùng hoan hỷ và kính giới thiệu sự quan tâm của ông Dương Tuấn, Phó Ban Tôn Giáo tỉnh, sự hiện diện của bà Võ Thị Trà My, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy thành phố Huế, cũng như quý vị đại diện cho lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo, Công an, các sở ban ngành, các phòng ban ngành trong tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế. Về phía quý vị nhân sĩ trí thức, chúng tôi xin được trang tiếp và cung kính giới thiệu sự hiện diện của Giáo sư Lê Mạnh Thạc. Sự hiện diện của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Sự thân lâm tham dự của Giáo sư Sử học Lê Cung. Cùng với đó là sự trở về tham dự của các nghệ nhân và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử các giới. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự quan tâm tham dự của liệt quý vị. Ngưỡng mặt chư tôn thiện đức, kính thưa liệt quý vị, sau đây là chương trình buổi lễ: một, niệm Phật cầu gia hộ; hai, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự thông qua chương trình; ba, diễn văn khai mạc; bốn, tặng hoa chúc mừng; năm, cắt băng khai mạc không gian triển lãm; và sáu là chính thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức, nghệ nhân và Phật tử, kính thưa toàn thể quý vị, theo sự chỉ đạo của thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 5 tháng 4 năm 2023, Ban Tôn giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chuyên cấp triển lãm kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thăng 1963-2023 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Địa Quán từ ngày 8
đến ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức là ngày 26 tháng 5 tới ngày 7 tháng 6 năm 2023, với chủ đề Lửa từ bi sáng ngời trang sự Phật. Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 trân trọng niềm ơn quý vị đã bỏ thời giờ và công sức thăng long tham dự lễ khai mạc triển lãm chiều hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ chúng tôi hoàn thành các Phật sự, góp thêm phần ý nghĩa trong dịp đại lễ quan trọng này. Kính thưa Tiêu Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý vị, cách đây 60 năm, ngày rằm tháng 4 âm lịch tại Huế, đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2507-1963 diễn ra chính thức tại tổ đình Từ Đàm lịch sử. Tuy nhiên, trước đó một ngày, tức là ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão, lá cờ Phật giáo bị triệt hạ và sự kiện rằm tháng 4 tại Đài Phát thanh Huế đã trở thành trang sử thiêng liêng, vừa mở ra niềm tin đem lại sự trường tồn cho Đạo Pháp, vừa bắt đầu khép lại mọi hành động nguy hại, xấu ác từ thế lực vô minh. Tiếp theo sau đó, ngày 20 tháng 4 mùng năm Quý Mão, tức là ngày 11 tháng 6 năm 1963, Bồ Tát Thích Quảng Đức phát nguyện tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt, Sài Gòn cũ, đã làm chấn động trái tim hàng triệu triệu người khắp nơi trên thế giới. Sau lễ hỏa thiêu xác thân của Ngài, Ngài còn để lại một quả tim bất diệt muôn đời cho hậu thế. Thiết nghĩ, không những ngọn lửa Bồ Tát Thích Quảng Đức và chư vị an sinh thánh tử đạo đã trở thành ngọn lửa từ bi cứu khổ cho đời, soi sáng cho đạo, mà còn kỳ diệu hơn nữa, Phật giáo Việt Nam đã sinh ra những vị Bồ Tát hóa thân như vậy, thích ứng với tình huống lịch sử như vậy. Hai sự kiện đó đã trở thành tính đặc biệt cho việc triển lãm này. Do đó, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ triển lãm những hình ảnh nào có nhiều cảm xúc nhất, như để gợi nhớ bài học quá khứ, làm sáng ngời cho Đạo Pháp và dân tộc trong hiện tại. Đến nơi, ông Dương Quẩn, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, tiến lên để chúc mừng. Thành kính cung thỉnh Hòa thượng Đào Hiểu Thích Khế Chân, trưởng Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tiếp nhận. Xin toàn thể cho một tràng pháo tay thật lớn. Thành kính cung thỉnh Hòa thượng trưởng Ban tổ chức kính mời ông Dương Quẩn trở về an vị. Ngưỡng bậc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa liệt quý vị, để tạo sự thành công cho không gian triển lãm Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật chiều hôm nay, nhằm hướng đến sự thành công của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản đã được sự hỗ trợ cũng như sự tận tình giúp đỡ của quý ban ngành, và đặc biệt là các nghệ nhân từ miền xa xôi đã trở về cố đô Huế triển lãm, tiến lên để trao tặng những lãng hoa tri ân đến ba nghệ nhân của chúng ta, và xin một tràng pháo tay thật lớn như là một lời tri ân đến những đóng góp của ba nghệ nhân cho sự thành công không gian triển lãm chiều hôm nay.
xin cung kính thượng tọa và ba vị nghệ nhân trở về an toàn. Đến đây là phần cắt băng khai mạc không gian triển lãm Lửa Tử Bi Sáng Ngời Trang Sứ Phật. Thần kính cung thỉnh Hòa Thượng Đào Hiểu Thích Thái Ấn, Hòa Thượng Đào Hiểu Thích Khế Chân, Hòa Thượng Đào Hiểu Thích Huệ Phước, nghệ nhân Vũ Định Mạnh và ông Dương Quẩn tiến lên để cắt băng khai mạc không gian triển lãm chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni, chư vị tôn khách, quý nhân sĩ trí thức và đồng bào Phật tử cả giới đồng đứng dậy để chứng kiến lễ cắt băng khai mạc không gian triển lãm. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Sau khi cắt băng khai mạc không gian triển lãm, ban tổ chức thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni, chư vị khách quý, quý nhân sĩ trí thức và thiền tịnh gần xa tiến vào bên trong để bắt đầu thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề Lửa Tử Bi Sáng Ngời Trang Sứ Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sự quan tâm kính minh tham dự của chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni. Chúng tôi xin chào đón và tri ân sự trở về tham dự của chư vị tôn khách, quý vị nhân sĩ trí thức và thiền định xa gần. Điều này là nói lên đường tấm lòng thành kính của người có Phật dân lên cúng dường trước ngày đáng sinh của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Bao nhiêu đạo tình bấy nhiêu công đức hồi hướng người hương tam bảo, cầu nguyện quy tôn hiền đức chúng sinh dị đồ Phật sự biết thành. Quý vị tôn khách thành công lên mọi lĩnh vực phục vụ đạo đời và kính chúc quý nhân sĩ trí thức cùng chư thiền đến xa gần luôn luôn trong mắt gần địa từ quan gia chờ của người phương Phật tổ. Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ
giờ thành công minh.